mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 7. Hỏi: ông có biết Phật Pháp, lại biết phương pháp thực dưỡng lâu năm, vậy ông có thể chỉ cho chúng tôi biết cụ thể nào đó để chúng tôi dần dần tiến tới gần, đạt được trí phán đoán tối cao? Đáp: đối với Phật Pháp mà gọi là biết thì không đúng, vì những gì thuộc triết học và đạo giáo Đông Phương, điểm cốt tủy là chứng nghĩa, là thấy nơi đáy lòng hành giả. Chỗ ấy mới là thật, là vô hạn, chứ không tương đối như ở bình diện nhận thức, tức cái biết, một thứ phiến diện, có thể trao qua đổi lại. Điểm này người xưa cũng nói, mới nghe qua ta tưởng là ngược ngạo. Chẳng lãnh hội thì như vàng, cần lãnh hội được thì như phân. Nghe rất đau, nhưng có đau vì sức thuốc thì vết thương mới có cơ lành. Đây cũng là điều mà những người sơ cơ khi đi vào tôn giáo hay triết học Đông Phương, trong đó kể cả phương pháp Osawa, thường mắc phải. Họ tỏ ra rất hiểu biết, mở miệng ra là nói vô song nguyên lý. Rất sành điệu, nhưng thật ra đâu dễ đến thế. Chân lý mà đạt được, hành giả đôi khi đánh vật đến cả cuộc đời. Chưa kể đã từng kinh qua, biết bao kiếp quá khứ rồi, có thể biết bao kiếp tương lai nữa. Mà một khi đạt được, Đức Thích Ca đã muốn nhập Niết Bàn liền. Đấy là điều chúng ta nên thầm lặng nghĩ suy, ngậm miệng mà nghe cho vỡ vạc cái lẽ tại sao, khó nói qua ngôn ngữ cho suôn sẻ. Khi chúng ta ăn hột cơm gạo lứt, nghĩa là bước vào một đạo pháp thực dưỡng, thì bánh xe pháp bắt đầu quay. Nó quay nhanh hay chậm, đúng hay sai, chúng ta biết vì nó có cơ sở sinh vật học, tức đồ ăn thức uống quân bình. Osawa há không từng nói, y học viễn đông là một giải thích về mặt sinh học, sinh lý và luận lý của một nền triết học tối cao của viễn đông, mẹ đẻ của tất cả các nền văn minh và mọi đại tôn giáo đông phương đó sao. Nền y học này rất dễ nhận thức, dễ thâm nhập, chứ nếu chỉ thấy về phương diện tâm lý và tín ngưỡng thì rất khó mà nhận ra chính xác đường đi, nhất là thiếu một đạo sư triệt ngộ hướng dẫn. Vậy chỉ sợ bế tắc thôi. Còn nếu dưới tầm tay ta đã có con đường, ta cứ tiến bước. Mặc dù bấy giờ nhìn quanh và đã lâu sau chưa thấy ai đạt này đạt nọ, nhưng hãy khoan, điều quan trọng là ta hãy nhìn ta. Ta tiến bước như thế nào, sức khỏe có tốt hơn không, và những đám mây mù che mờ tâm trí ta có nhạt nhòa chút nào không? Chứng nghiệm hằng ngày và hy vọng trong lặng thầm, chúng sẽ tan biến hết. Nói tóm lại, chúng ta hãy để cho thực phẩm quân bình đảm trách chức vụ thiêng liêng là tạo quân bình cho cơ thể, cơ sở của trí phán đoán tối cao. Chúng ta đừng ôm ấp chấp mê những thành kiến cố hữu, phân biệt kẻ nọ người kia để tỏ lòng hiếu thắng vu vơ. Hãy để những án mây mờ tan dần đi, đừng cố níu chúng lại. Bây giờ sự thật như thế nào thì nó sẽ thể hiện như thế ấy, và chắc chắn là trong suốt. Lúc đó, dầu có nhìn quanh, không muốn phán đoán, tánh ta vẫn thấy và cứ tự phán đoán, và cái trí phán đoán này mới hoàn toàn chính xác, và ta thấy cả một vũ trụ hạnh phúc. Đó chính là cái trí tuệ mà Ngài Huệ Năng, Đệ Lục Tổ Thiền Tông Trung Quốc, nhận ra khi ngộ kinh Kim Cang. Đệ tử tự tâm thường sinh trí huệ, bất ly tự tánh, tức thị phước điền. Tự tâm đệ tử thường phát sinh cái trí sáng suốt, không xa lìa bổn tánh, đó là ruộng phước đức. Pháp Bảo Đàn Kinh. Khi thổ lộ nỗi lòng với thầy mình, vị tổ thiền thứ năm, Ngài Hoằng Nhẫn. Nói tóm lại, tối hậu là cái vô hạn, tức là không có cái hậu nào nữa đâu mà hồng ham vớ vẩn. Ha ha ha, 问什么的说